hệ lụy từ các cơ sở giết mổ tự phát. Thì nó mùi không chịu nổi, kêu ầm ầm lên, dân ở đây người ta cũng không ngủ được. Dẫn đến việc xóa bỏ là điều cần thiết. Cái công tác quản lý về an toàn thực phẩm, công tác quản lý về dịch bệnh là sẽ tốt hơn. Nhưng việc thực thi vẫn không dễ dàng. Là vì mỗi hôm tôi có vài con lợn được tôi dạy cái là tôi làm được ngay. Cái gì ở nhà mình thì chả chủ động anh, đúng không ạ? Cái gì là của mình thì mình được thoải mái, chủ động. Cần xóa bỏ dứt điểm những lò mổ giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ tự phát để tiến tới phát triển các lò mổ tập trung vào công nghiệp. Nếu như quý vị cho rằng câu chuyện này không liên quan đến mình thì xin đừng vội chuyển kênh, bởi một chính sách tưởng chừng chỉ ảnh hưởng tới ngành thú y nhưng thực chất lại xuất phát từ lợi ích của cả cộng đồng. Sự liên quan đó được thể hiện như thế nào? Đó sẽ là câu chuyện dài mà chúng tôi sẽ kể trong tiêu điểm hôm nay. 2 giờ sáng. Mổ lợn. Rồi giết gà vịt. Bản hợp ca xuyên suốt tại khu dân cư này. Kể cả ngày mưa hay nắng, khi lễ Tết thì càng tất bật. Thì ảnh hưởng tới sức khỏe người già, trẻ con, mất ngủ, thế rồi cảm thấy là nó khó chịu. Không dừng lại ở âm thanh, giết mổ tự phát cũng đã phát tán mùi hôi thối khắp nơi. Giết mổ đây là tự phát, tự quản lý không tập trung thì tất nhiên là phải có mùi rồi. Mùi gà vịt bẩn. Đấy, cho nên là không có ai vào đến đây, ít người lắm. Người ta vào đến đây rồi là người ta vào đến nơi là người ta đã chạy rồi. Cùng là buôn bán trong chợ, nhưng khu giết mổ tự phát đã gây không ít phiền toái cho những tiểu thương lân cận. Có ý kiến nhưng mà người ta chỉ được buổi hai buổi, có trên xã người ta có xuống thì người ta dần dẹp trong đâu vẫn vào đấy hết. Đấy là người ta nói thẳng là thơm tho là ngành may với thơm tho, chứ ngành giết mổ làm sao mà thơm tho được. Đấy, người ta trả lời mình hẳn như thế. Đôi lúc người giết mổ cũng không cần trả lời. Chửi ác luôn đấy, mà cãi lại nói là nó đoánh đấy. Ai cũng muốn sạch, nhưng ai cũng sợ, ai cũng sợ. Đấy, ai cũng sợ cho nên là không ai lên tiếng được. Kể từ đó, người dân lân cận không dám lên tiếng. Người dùng bạt để che chắn tạm. Người chỉ biết đóng cửa kín trong nhà. Cửa nhà em thì đóng suốt đấy cả. Tại vì là cái gà vịt nó về ấy, người ta mổ tanh lên xong rồi ruồi nhặng các thứ nó bay vào nhà là em phải đóng cửa. Vì là công việc của người ta là phải như thế. Thế là mình cũng không ý kiến lên được. Ý kiến rồi chứ. Ý kiến thì người ta mới phải mua bạt đây này. Thì mình mới phải tự trăng đây này. Nó vẫn hôi, vẫn ô nhiễm nhưng mà nó mỹ quan hơn thôi. Đấy, nói thật là như thế. Còn tối đến thì nói thực sự một câu là phải kéo sập cái cửa này xuống để làm. Thì ngày mà mình kéo lại thì đón khách làm sao được. Theo thống kê thì toàn thành phố Hà Nội hiện có 730 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm. Nhưng trong số này thì có tới hơn 90% là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Trung bình mỗi ngày thì có khoảng 1.000 tấn gia súc gia cầm được tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, nhưng chỉ có 60% lượng thịt được cung cấp từ những cơ sở giết mổ được cấp phép. Hành vi giết mổ động vật không phép, không đảm bảo vệ sinh sẽ bị phạt hành chính từ 2 đến 3 triệu đồng và cho dừng hoạt động. Thế nhưng thực tế cho thấy là số tiền xử phạt này chẳng thấm vào đâu. Nhiều cơ sở giết mổ tự phát ở vùng ngoại thành Hà Nội vẫn ngang nhiên tồn tại. Sự tuyên truyền, quản lý xử phạt của các cơ quan chức năng chính vì thế cũng tỏ ra kém hiệu quả với thực trạng này. 3 năm trước, nhiều cuộc tuyên truyền vận động lẫn xử phạt đã diễn ra. Và nay, chuyện cũ vẫn như mới. Cụm từ tuyên truyền vận động tiếp tục được chính quyền địa phương nhắc đến. Thì địa phương sẽ làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Cái này là một việc khó, song bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quyết tâm dần từng bước để mà các hộ gia đình hiểu rõ đấy và nhận thức được vấn đề để mà đến cái điểm giết mổ tập trung tạm thời cho nó đạt hiệu quả. Kết quả của công tác vận động có ngay tức thì. Nhưng chớ trêu là điểm giết mổ tập trung từ vài hộ đến tham gia thì nay chỉ còn mỗi gia đình của chủ cơ sở. Thì đấy, bây giờ chỉ còn có mới bố con thì tôi làm thì ngày chỉ được hơn chục con thôi. Tại vì là tất cả các hộ người ta di rời về nhà người ta hết rồi. Và mặc dù điểm giết mổ tập trung đã có, nhưng nhiều hộ giết mổ tự phát mặc nhiên không thừa nhận. Em chả biết làm nào vì nó không có khu tập trung. Lý do phi lý được biện giải lại cho hợp lý. Thực ra là em làm nó cũng, cái thời gian nó cũng ngắn, mấy cả em cũng không làm nhiều.
Đấy, đâm ra là mọi người cũng không để ý nơi đấy. Thì như làng em thì chứ không phải riêng em đấy. Cả làng cứ thế noi gương nhau giết mổ tự phát. Điểm giết mổ lọt giữa hai vách tường nhà. Với người chủ, chỉ cần vậy đã đạt chuẩn. Là làm rất sạch sẽ. Mà đấy các anh nhìn quay ra anh biết rồi. Đúng không? Ai vào nhà không biết nhà tôi mổ lợn. Không có mùi thối, không có mùi gì đấy. Kể cả các anh đứng quay, các anh đứng đây cũng không có ngửi thấy một cái mùi của phân lợn đúng không? Để uy tín hơn, có chủ lò đã dựng trại ngay trên đất nông nghiệp để giết mổ với những cám đoàn chắc địch. Mình làm việc thì mình phải đăng ký kinh doanh để khi mà có cơ quan quản lý đến thì mình có giấy tờ đàng hoàng. Đấy, cơ quan quản lý tới thì mình có giấy tờ đàng hoàng thì cái giấy phép kinh doanh thì ở dưới huyện người ta cấp cho mình. Giấy có chữ gì và ai ký xác nhận? Thắc mắc chưa kịp tỏ thì đã mịt mờ. Câu chuyện mà quý vị vừa theo dõi diễn ra ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cách đây 3 năm chúng tôi đã từng phản ánh về vấn đề này. Khi ấy thì có khoảng 5 hộ đã tham gia vào khu giết mổ tập trung. Còn bây giờ thì không còn ai nữa. Họ nói rằng làm ở nhà thì tiện hơn, họ chỉ làm ít chứ không nhiều. Và họ cũng thấy tiếc số tiền phải đóng cho lò mổ tập trung là 30.000 đồng trên một đầu lợn. Rất nhiều những lý lẽ được viện dẫn, thế nhưng xin được nhấn mạnh là các lò mổ giết mổ tự phát là trái với quy định. Cùng với việc dẹp bỏ các lò mổ nhỏ lẻ thì việc xây dựng các lò mổ tập trung cần được tiến hành song song. Điều này không chỉ góp phần để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường mà còn góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển. Thế nhưng việc hình thành mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng lại đang gặp không ít những rào cản. Cái bể học bể ga đấy, gần đây cái rãnh nước thải đây. Rãnh nước thải đây, bắt vào cái nguồn khu đô thị kia. Đây nhà mình rất sạch sẽ, mọi cái là không để ai kêu ca được. Chưa có ai kêu ca, phần cũng bởi hàng xóm xung quanh đều là anh em trong nhà. Nơi giết mổ, dù được dọn dẹp sạch sẽ, có hệ thống xử lý chất thải bằng hầm bioga, nhưng cuối cùng vẫn ra đường hệ thống nước thải sinh hoạt của khu dân cư. Để đảm bảo môi trường, việc tuyên truyền để các hộ nhỏ lẻ vào lò mổ tập trung đã có, nhưng chưa ai đồng tình. Giết mổ nhỏ lẻ này nó vẫn đang hiệu quả, vẫn làm tốt, vẫn đang phát triển được. Chủ trương thì tốt rồi nhưng mà bây giờ bảo ở đâu thì chưa nói, nhưng mà riêng Sóc Sơn này là cái thực thi cái việc đấy là vẫn chưa được. Chưa được là vì họ chưa muốn, nhưng nhỡ họ muốn thì cũng chưa được. Thành phố Hà Nội đã quy hoạch cho huyện Sóc Sơn 3 điểm giết mổ tập trung. Sau 3 năm vẫn chỉ có thế này. Các nhà đầu tư là phải bỏ chi phí rất lớn. Nữa là đối với địa bàn huyện thì cái giết mổ nhỏ lẻ trong dân cư thì rất nhiều, họ sẽ trả bán tràn lan ra thị trường. Do vậy các nhà đầu tư cũng chưa mặn mà vào để đầu tư được. Hà Nội hiện có lượng gia súc gia cầm đứng top đầu cả nước. Tuy nhiên phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ lại chiếm hơn 60%. Sản phẩm từ lò mổ lại khó cạnh tranh với thịt bán tự do ngoài thị trường. Nên sự mặn mà của doanh nghiệp căn bản là không có. Cái lý do quan trọng nhất thì vẫn là cái thói quen tiêu dùng. Người dân của chúng ta vẫn có thói quen sử dụng thịt nóng. Chứ còn cái việc mà kêu gọi các nhà đầu tư tôi nghĩ là không phải là khó. Nhưng họ lo ngại là sau khi đầu tư xong thì nhà máy có vận hành được không, hay lại cũng rơi vào tình trạng gọi là cũng y ảnh như này. Bắt đầu từ một cơ sở nhỏ lẻ, ông chủ doanh nghiệp này đã bỏ một số tiền rất lớn để xây dựng lò mổ công nghiệp. Nhưng khi nhiều nhất thì cũng chỉ được 30% công suất. Còn quá nhiều điểm nghẽn chưa thể khai thông để phát triển lò mổ tập trung, trong khi mục tiêu đó lại được đánh giá là cấp thiết và cấp bách. Đầu tiên là phải nói là đấy là phục vụ cái thực phẩm an toàn cho người dân. Bởi vì là có giết mổ tập trung, có giết mổ công nghiệp thì cái công tác quản lý về an toàn thực phẩm, công tác quản lý về dịch bệnh nó sẽ tốt hơn. Việc xóa bỏ lò mổ tự phát không phải là chuyện riêng của các hộ kinh doanh thực phẩm hay ngành thú y, mà nó là mục tiêu phải thực hiện để đảm bảo lợi ích của cộng đồng. Cách đây 3 năm, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định để phê duyệt mạng lưới giết mổ trên địa bàn. Theo đó thì đến năm 2030 sẽ có 29 cơ sở. Mục tiêu là thế, thế nhưng hiện nay mới chỉ có 12 trên 29 cơ sở đi vào hoạt động. Với rất nhiều những rào cản về tâm lý hộ kinh doanh đến những e ngại của nhà đầu tư cùng sự vào cuộc thiếu quyết liệt của cơ quan chức năng thì mục tiêu này e là rất khó để trở thành hiện thực. Khó nhưng không phải là không thể. Sau 11 năm, tức là từ năm 2012 đến nay, Hà Nội đã giảm được 80% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Đó cũng là một bước chuyển biến rất đáng để ghi nhận.
Phát triển hệ thống giết mổ tập trung nghe có thể sẽ chỉ là chính sách vĩ mô, không liên quan, cũng chẳng ảnh hưởng tới nhiều người. Thế nhưng không phải như vậy, người dân đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề về ô nhiễm khi mà sống gần những khu giết mổ tự phát. Người tiêu dùng cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngành chăn nuôi khó có thể phát triển và khó kiểm soát dịch bệnh. Quá nhiều những lý do để thấy là chủ trương của nhà nước là cần thiết, và thực tế thì đã có những bài học kinh nghiệm cho thấy là việc xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ là khả thi. Khu đất này trước đây là lò mổ Thịnh Liệt. Do nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nên đã bị xóa bỏ vào năm 2011. Khi nơi này đóng cửa, các lò mổ tự phát lại bùng lên. Để giải quyết thực trạng đó, một lò mổ tập trung mới đã được triển khai ngay ở xã Vạn Phúc. Khoảng cách ở đây thì đối với khu dân cư mà đang sinh sống thì rất xa, nó rơi vào khoảng gần một km. Đấy, thế nên là nó không ảnh hưởng gì tới dân cư sinh sống cả. Năm 2012, cơ sở giết mổ tập trung này đi vào hoạt động với công suất giết mổ gần 2.000 con một ngày đêm. Tất cả lợn được đưa vào đây đều phải có nguồn gốc xuất xứ và phải qua chốt kiểm dịch động vật. Về an ninh trật tự, về vệ sinh môi trường, người ta không phải lo gì, người ta cứ yên tâm đến đây kinh doanh thôi. Bây giờ con bảo cho một hộ nào đấy ra ngoài làm là chắc chắn là không có ai. Chỉ với chi phí 30.000 đồng trên một đầu con, các hộ kinh doanh đều thấy được lợi ích khi tham gia vào khu giết mổ tập trung. Em thích ra ngoài này hơn, mà ngoài này nó thoáng hơn, rộng hơn, sạch sẽ hơn, nó bảo vệ môi trường hơn. Trong khi đa phần các huyện vùng ven của Hà Nội đều còn tồn tại rất nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gây ô nhiễm, thì từ chục năm trước, trên địa bàn huyện Thanh Trì đã không còn tình trạng này. Từ tuyên truyền xong mà không áp dụng các cái biện pháp mà xử lý theo quy định của pháp luật thì các hộ cũng sẽ không theo cái sự quản lý, phải tăng cường các cái lực lượng tổ kiểm soát tại các cái vị trí mà vi phạm. Mình sẽ ngăn chặn không cho lợn nhập vào thì sẽ không có cái hoạt động giết mổ tại cái khu vực đấy. Đấy là một cái sáng tạo và một cái sự quyết liệt của Ủy ban Nhân dân các xã khi thực hiện các cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện. Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng sẽ là phương pháp mấu chốt để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu sự quyết liệt ấy chỉ thể hiện ở những buổi kiểm tra xong rồi để đấy, thì vấn nạn này sẽ không thể dẹp bỏ. Chúng tôi cũng muốn nói thêm rằng tất cả những phản ánh trong tiêu điểm ngày hôm nay đều được chúng tôi tiếp nhận thông qua đường dây nóng của Chuyển động 24 giờ. Nếu như quý vị có bất cứ những phản ánh gì thì xin hãy gọi tới đường dây nóng của Chuyển động 24 giờ. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý vị.